Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An thông tin phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó. Ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương, trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu, điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao an ở. Điều còn cung cấp công cụ, kích điện, bao sắc rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi ngày 11 tháng 4 năm 2024, phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An chủ trì, phối hợp công an huyện Nghi Lộc và phòng nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có ba tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hương Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được là hơn 2 tấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Mới đây, một lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong sáng ngày 15 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện sẽ có văn bản chính thức gửi lên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh để báo cáo vụ một phó hiệu trưởng của trường tiểu học Phương Bình 2 bị chém tại phòng làm việc. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, vụ việc đã được công an vào cuộc xử lý nạn nhân đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ. Với vết thương khá nặng, trước đó vào sáng ngày 12 tháng 4, ông T xin bảo vệ vào gặp ông V, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Phương Bình 2. Do ông T là chồng của nữ giáo viên kim chủ tịch công đoàn của trường tiểu học Phương Bình 2, nên bảo vệ của trường đã mở cổng cho vào. Lúc vào trường, ông T bịt khẩu trang và mang theo một cái túi lớn. Sau đó ông T đến phòng làm việc của ông V để tìm nhưng không gặp do ông V đang dạy học. Trong khi ngồi chờ ngoài ghế đá, ông T thỉnh thoảng còn trò chuyện với vài giáo viên của trường khi họ đi ngang qua. Đến khi ông V dạy xong, cả hai bước vào phòng làm việc của ông V nói chuyện được một lúc thì vị phó hiệu trưởng phụ trách chạy ra sân trường với nhiều vết thương ở chân và tay. Ông T tiếp tục đuổi theo chém ông V nhưng được giáo viên của trường can ngăn. Ông T sau đó đến công an đầu thú trường tiểu học Phương Bình 2 khuyết chức danh hiệu trưởng khoảng một năm nay. Ông V trước đây là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở xã Hòa Mỹ, huyện Phùng Hiệp. Sau đó được điều về trường tiểu học Phương Bình 2 giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách. Theo một nguồn tin cho biết, trước khi vụ ông V bị chém, trường tiểu học Phương Bình 2 từng xảy ra việc tố cáo nội bộ. Vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra. Được biết, người đàn ông chém ông V đang công tác tại một cơ quan thuộc huyện Phùng Hiệp. Riêng về nguyên nhân ông V bị chém, có nguồn tin cho rằng xuất phát từ việc ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại, sức khỏe ông V, phó hiệu trưởng bị hành hung đã ổn định, nhưng vẫn điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Một lãnh đạo địa phương cho hay đã nắm thông tin ban đầu, nhưng công an đang thụ lý giải quyết nên chưa có báo cáo chính thức. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại phòng giáo dục và đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My để điều tra hành vi nhận hối lộ. Các bị can gồm Lê Kim Vân, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang, Nguyễn Tấn Lộc, tránh văn phòng huyện ủy Nam Giang, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch liên đoàn lao động huyện Bắc Trà My, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông chí phát, và Nguyễn Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tin học viễn thông Vietcom về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc trúng các gói thầu nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ Đại diện Công an Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố Trần Phú ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu Kia. Trong xe, người đàn ông cầm lái, chở theo một cô gái người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô, đòi những người trên xe ra ngoài. Xung quanh có nhiều người quá khích la hét, cổ vũ, thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe. Bên trong xe, cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài. Đây là chồng tôi. Người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin sự việc, công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự. Trong thời gian gần đây, những vụ việc có nội dung tương tự như bắt ghen rồi tấn công tình địch, đập phá tài sản ngày càng có xu hướng nhiều hơn nhất là với sự phát triển của mạng xã hội, những đoạn video clip nhanh chóng xuất hiện trên mạng và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Do vậy, cách hành xử của mỗi người là yếu tố quyết định đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo một số chuyên gia khuyến cáo, khi gặp phải những tình huống như vậy, người trong cuộc cần hết sức kiềm chế, hiểu biết và phải suy nghĩ đến những hậu quả pháp lý có thể xảy ra.